Năm icon cư dân mạng nước ngoài rất hay dùng và mình đố các bạn đoán được nghĩa của chúng luôn. Ở vị trí thứ 5, feeling cute or shy. Ở vị trí thứ 4, the rock stare, thể hiện sự ngờ vực. Chẳng hạn có một ai đó nói rằng là I'm gay. Gay as in happy, of course. Thì bạn có thể dùng icon đó là. Ở vị trí thứ 3, taking note. Đây là một icon thể hiện rằng bạn thấy cái điều bạn vừa được tiếp thu là rất là quan trọng và đáng để ghi chú lại. Ví dụ như là gay bằng với happy. Ồ, ra là vậy, taking note. Ở vị trí thứ 2, shock stare, để thể hiện rằng là bạn bị sốc bởi điều mà bạn thấy. Ở vị trí thứ nhất, thật đáng suy ngẫm, theo kiểu mỉa mai.